Vâng, mến chào quý vị và các bạn. Tại cảm thấy trong lòng rất là vui khi các bạn quay trở lại chương trình Tâm sự cộng được phát trên kênh YouTube XL. Thì trong video ngày hôm nay Đạt quay trở lại con đường các bạn, và cái chủ đề mà Đạt chia sẻ ngày hôm nay đó là chúng ta lắp một cái bộ vòi sen âm tường như thế nào để cho các bạn và quý vị cùng biết ha. Giờ đây nè, Đạt có một bộ vòi sen tường. Thì cái ngôi nhà này là nó có hai toilet các bạn, và hai toilet này nó sẽ sử dụng là vòi sen âm tường. Thì đây là cái bộ trộn âm tường các bạn ha, đây là cái bộ trộn âm tường mà Đạt đã gắn sẵn cái đất cò, gắn sẵn cái nối đèn lại vào ha. Thì đối với cái vòi sen bộ trộn âm tường này thì các bạn thấy là cái ren của nó là ren 21 các bạn ha. Thì chúng ta mua nè cái đầu ren 21, còn nếu mà các bạn sử dụng ống 25 thì các bạn mua nè ống 25 mà ren là 21. Nhưng mà có nhiều cái bộ trộn nó sẽ khác nhau ha, và cái đầu vào của nó là 25. Nhưng ở đây thì cái đầu vào của nó là 21 thì chúng ta sử dụng là 21 ha. Nó tùy thuộc vào nè cái bộ trộn ha, cái đầu ra của bộ trộn mà chúng ta chọn cái phụ kiện cho nó tương thích ha. Và đúng. Thì các bạn đi vào đây thì ở đây là để cho các bạn xem cái vị trí mà đèn sẽ bị lắp ha. Bị lắp đây. Thì đối với cái bộ vòi sen âm tường ở đây thì các bạn thấy đây là một cái hộp gen. Thì đối với một cái nhà vệ sinh thì chúng ta có hai khu vực chúng ta cần lưu ý ha. Thứ nhất là khu vực ướt, và thứ hai là cái khu vực khô. Thì cái khu vực ướt của mình đó chính là cái phòng tắm. Phòng tắm thì cái phòng tắm này là cái phòng tắm nó nằm ở trong hộp gen luôn. Anh em coi hộp gen phía trên nè. Thì các bạn thấy đây là một trong những cái phần bê tông nó khó chứ ha. Chúng ta bê tông ở trên trần nhưng mà đảm bảo cái đường nước của mình rất là ok ha, rất là đảm bảo ha. Thì đây là phần gen mà trong phần thiết kế người ta xây đá 900. Ở đây Đạt sẽ chia sẻ cho các bạn về cái cách chúng ta lắp đặt một cái bộ trộn âm tường như thế này ha. Thì cái bộ trộn âm tường này, cái kích thước mà ở bên nhà sản xuất cho và Đạt cũng hay chia sẻ cho anh em đó là từ 8 là 150 đến 1m5. Đó là cái kích thước hay còn gọi là cái cao độ của tất cả những loại vòi sen ha, cả luôn âm và lắng nổi về vòi sen nó đậm đó. Thì hôm nay là Đạt sẽ cho các bạn xem cái ca tông lôi trước và sau đó chúng ta sẽ thi công ha. Thì ở đây bên này các bạn nè, đây Đạt có mở ra rồi ha. Thì đây cái vị trí này nè là cái ca tông lôi, các bạn nhìn vào ca tông lôi các bạn hiểu liền này, thấy không? Ok, các bạn thấy chỗ này nó có một cái vòi tắm ren là tắm mưa ha, thì nó sẽ từ tường đưa ra, và bên này là một cái tay cầm. Thứ hai chỗ này là cái bộ trộn nè đó. Thì nhà sản xuất người ta đã ra cái catalog như thế này, có 3 vị trí chúng ta cần lưu ý ha. Thứ nhất nữa là bộ trộn, thứ hai nữa là cái bộ tắm ren, tắm sen phía trên và tay sen, được chưa? Lúc này chúng ta đã biết được những kích thước như thế này, chúng ta chưa có thể làm được đâu ha. Và vị trí chúng ta cần biết là chúng ta xem thử đầu vào, đầu ra và đầu nào đầu vô ha. Thì ở đây các bạn thấy người ta có vẽ cho mình nè, một kích thước nè, một cái đầu nhỏ và một cái đầu lớn nè. Thì ở trên cái bộ vòi sen của mình nó sẽ có đầu nhỏ đầu lớn luôn các bạn ha. Đây ha, các bạn thấy không, một cái đầu nhỏ nè và một cái đầu lớn nè. Các bạn thấy một đầu nhỏ và đầu lớn nè. Sau đó các bạn lắp đặt ha, các bạn lắp đặt thì cái đường vào nè là nóng nè, là đường vào là nóng bên này, đường vào lạnh nè là bên tay phải của mình, đúng không ạ? Và một cái đường cấp phía dưới nè, là đường cấp phía dưới nè, nó đi ra tay xe, được chưa? Và đường cấp phía trên là nó đi ra cái phẳng tấm ren ha, tấm mưa ha. Thì chúng ta lật lại bên này chúng ta coi, thì cái vị trí cao độ ha, các bạn nhìn vào cái cao độ nè, cái cao độ nè, từ nền hoàn thiện tới tâm của bộ trộn là 1m, được chưa? Cao nhất là 1m. Thứ hai các bạn nhìn nè, từ nã cái nền hoàn thiện tới vị trí đặt tay sen, đặt cái tay sen là 1m rưỡi, được chưa? 1m rưỡi là cái từ đây tới đây 1m rưỡi.
Còn cái việc mà chúng ta đặt nè, cái tấm ren nè là từ nền hoàn thiện tới cái tấm ren này là từ 1m8 đến 2m2. Các bạn nhìn ha. Và các bạn nhìn nè, từ nè tim là của bộ trộn 400 đối với cái tay cầm xe. Được chưa? Đó là cái cách thức mà các bạn cần phải lưu ý. Và sau đó chúng ta cũng y chang như thế này, chúng ta cắt đục và chúng ta kết nối cũng y chang đúng với kích thước này, để cho cái người sử dụng, người ta sử dụng rất là dễ dàng hơn. Còn nếu mà chúng ta đặt nó đi ra quá xa thì thứ nhất về cái mặt thẩm mỹ, và về cái vấn đề thứ hai là cái người sử dụng, người ta sẽ sử dụng khó ha. Và cái cao độ nè, nó từ 1m8 đến 2m2 là nó phụ thuộc vào chiều là cao của người sử dụng các bạn ha. Thì ở đây các bạn nhìn lại cái hình này ha, là bộ trộn nè, đúng không? Và tay cầm xe và tấm ren đưa ra ngoài. Thì đối với cái bộ phía dưới nè, các bạn nhìn nè, các bạn bộ phía dưới đây nè là Đạt đang để đây. Nhưng mà Đạt lấy khi mình làm là mình lấy cái bộ trộn mình làm âm trước, còn khi hoàn thiện mình sẽ lấy cái phần này ha. Thì Đạt không có bư ra làm cái gì ha. Bữa sau hoàn thiện Đạt sẽ quay cho các bạn xem. Thì hôm nay Đạt muốn chia sẻ cho các bạn về cách này. Và Đạt cái đầu tiên Đạt làm thì Đạt sẽ marking ha. Đạt sẽ marking và Đạt lắp cái bộ này đi vào trong tường. Bắt đường vào tường ha. Thì Đạt sẽ marking 1m đây ha. Đây các bạn nhìn 1m này. Thì Đạt sẽ để 20 ha. Đối với cái bộ vòi sen này Đạt sẽ để tim là 1m luôn các bạn nha, 1m luôn. Thì các bạn muốn 1m hay là 800 thì cái đầu tiên các bạn phải lấy nã được cái cốt hoàn thiện mà bên xây dựng người ta cho. Thì các bạn xem xét nè, các bạn nhìn nè. Nếu mà từ nền mà chúng ta chưa hoàn thiện thì nó là 1m để 4 phân ha. 1m để 4 phân. Thì sau đó là chúng ta Đạt sẽ tịnh tiến cái phần này nó đi qua bên này luôn ha. Đạt tịnh tiến qua luôn ha. Nói chung là ở nhà dân thì chúng ta có một máy tia laser hoặc có thiết thủy thì người ta thấy đánh giá cao hơn ha. Còn Đạt làm các bạn thấy không, tâm ma đại pháp luôn ha. Đạt tí là căng nha. Nói chung là nó trên là 1-2 phân không thành vấn đề các bạn. Chỉ có những dự án người ta yêu cầu chúng ta làm từng ly từng tí, bởi vì người ta làm theo một con số chung ha. Ở đây là sẽ làm như chỗ này là các bộ hồi xem an toàn đâu rồi này thấy không? Ok chưa? Đó, Đạt sẽ làm cái này ra. Sau đó là Đạt sẽ kết nối đi lên trên ha. Thì cái bộ này Đạt sẽ chia giữa cho các bạn ha. Chia giữa đây. Thì Đạt sẽ chia bộ này ra. Nó là 13 phân. Thì nó là 6 phân rưỡi ha. 13 phân Đạt sẽ chia 6 phân rưỡi luôn ha. Đạt chia 6 phân rưỡi luôn. Cho nên Đạt sẽ chia 6 phân rưỡi nè. Cái nha, cái này nó sạch thực ra nói thì mình có chút thủy thì mình đặt chính xác hơn. Còn này gặp cái bằng này tí này sẽ căng chỉnh lại ha, căng chỉnh lại. Đó, 50. Thì đối với những cái nhà vệ sinh này chúng ta nên lấy một cái mục kỳ cho chính xác ha. Thì ở đây này sẽ cũng đo cái bằng này luôn này. Từ nền hoàn thiện lên chỗ này là 1m ha. Thì này sẽ lấy đúng 1m các bạn ha. Đúng 1m. Nó trên lệch các bạn ha, nó trên lệch tầm 1m đây. Thank you.
đúng rồi, 1 mét thôi. Sau đó chúng ta đặt cái vị trí vòi sen của mình, bữa nay cái lỗ cái của mình là 6 phân rưỡi ha, thì đạt sẽ cắt luôn bên này, đạt sẽ cho 10-13 phân đây, cắt vuông luôn ha. Đó, cắt đây, đây. Được. Sau đó chúng ta đặt cái vòi vào ha, đặt cái vòi vào nó tầm cái này. À, tâm ha, thì thằng này ta sẽ cắt theo cái thằng này, cắt theo này ra đây, cắt theo này ra đây, bên này là cắt qua đây, này cắt đây, cái này là cắt xuống đây, à, cắt xuống đây, cắt dài dài xuống chút không sao ha, rồi sau đó mình đục ngang qua đây, được chưa, đục ngang qua đây, thì mới này còn cách mình 400 thẻ ra tới đây rất nguy hiểm ha, bởi vì sau này nó có một cái tường ngang nữa, cho nên có cái kính ngang nữa, nên đặt đạt đặt từ tâm của bộ ruộng tới cái vị trí tay cầm là 25 phân, còn các bạn 27 phân, thì vị trí này các bạn cắt lên trên thôi ha, cắt lên trên thì chúng ta đi vào cái phần đầu chờ cho tấm ren ha. Còn các bạn coi bên tay trái của mình là nước nóng, bên tay phải mình là phần nước lạnh cấp ha. Ở đây các bạn thấy cái hộp ren mình nó đi cái phần nước nóng phía trên nè, các bạn nhìn nè, phần nước nóng nè, này phần nước lạnh nè, đây ta chờ thẳng từ trên xuống nè. Đối với cái phương án mà chúng ta đặt là cái phần nước từ ở trên cao xuống là phần đó là nước nó đủ áp rồi ha, ok nhất. Còn các bạn đặt mà ở dưới đặt lên thì nó nhiều cái nó cũng không có đảm bảo yêu cầu ha. Đó là các phương án mà chúng bạn sẽ đặt được bài. Ở đây lấy 25 đi, đặt lấy 25. Đó thì từ nãy giờ Đạt cũng nói về cái cách các bạn làm. Thứ nhất là chúng ta muốn thi công bằng cái một thiết bị nào đó thì cái đầu tiên là chúng ta phải lấy dấu. Khi chúng ta lấy dấu thì chúng ta phải biết được cái cốt chuẩn của bên xây dựng người ta cho như thế nào để chúng ta làm. Và cái thứ hai nữa là chúng ta sẽ thao tác bằng cách chúng ta lắp đặt dựa vào cao tổ lượng của nhà sản xuất, hoặc chúng ta dựa vào cái chiều cao cái người sử dụng trong cái ngôi nhà đó, hoặc cái người sử dụng sản phẩm đó. Đó là chính xác là hai cái này là đồng ý. Thì bây giờ các bạn sẽ xem đàn ha, thao tác các bạn các mặt tường ha. À, cái bộ trộn nè, nếu chúng ta đặt như thế này thì chúng ta lắp thiết bị rất là khó ha, bởi vì cái việc nó hở tường ra là các bạn thấy là cái việc hở tường nè, nó làm cho cái thiết bị nó sẽ lồi ra, nó xấu và chúng ta lắp không được ha. Cho nên cái tường 10 á thì các bạn để ý nè, cái vị trí mà cái hộp của mình ra nó là 7 phân rưỡi nha các bạn nha, 7 phân rưỡi, thì chúng ta làm hồ làm sao nó sẽ nằm ở trong cái ron ngoài cùng nè. Các bạn để ý cái ron ở cùng nè, cái ron các bạn thấy nè, food water nè, thì là cái phần này nè, là cái phần nước lạnh ha. Để bạn thấy cái ron chỗ này nè, vị trí nè, nó phải nằm ra ngoài. Sau đó là các bạn tô và các bạn dán gạch luôn thì nó sẽ phẳng ha. Cho nên cái việc mà chúng ta làm như thế nào, cái mặt này nè, nó phẳng dưới cái mặt gạch là ok ha. Còn cái mặt này nó nằm lồi ra mặt gạch cũng được. Sau đó chúng ta cắt, chúng ta tỉa bớt là được. Được chưa? Đó là cái nguyên tắc chúng ta làm. Thì như thế này là chưa được ha, chúng ta phải đục sâu hơn nữa. Chúng ta đục vào cái lớp 2 của gạch là lớp này nè. Và thế là chúng ta đục vào cái lớp này nè mới được ha. Chúng ta đục lớp này để đạt kiến cách đục vô ha. Chưa được này ha, chưa được. Đục một lớp nữa mới được ha. Rồi, đây các bạn chờ này để đạt đục ha.
Thì trước tiên mà các bạn muốn lắp đặt á, thì chúng ta kết nối cái phụ kiện. Thì thật ra cái phụ kiện là các bạn dặn ra, tại nó đây đặt gá hờ vậy thôi. Các bạn muốn kết nối cái phần này vào ở trong cái phần cái bộ trộn của vòi xe nóng lạnh ha. Thì chúng ta phải dùng keo lụa ha, su non chúng ta quấn vào. Thì đối với cái loại này các bạn quấn ở chừng 25 vòng là ok ha, 25 vòng. Thì thực ra các bạn quấn cái keo lụa nè, thì các bạn lần đầu tiên các bạn muốn quấn kỹ là các bạn siết y như là một cái sợi dây, các bạn siết đi vào cái ren trước ha, các bạn siết cái vào cái ren trước, được chưa? Siết vào cái ren trước nè, à, ok chưa? Siết vào cái ren có nghĩa là các bạn nắn nó cái tay sau các bạn siết vào cái ren, sau đó các bạn đi khoảng chừng 22 đến 25 vòng nữa được ha. Bảy, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25 ha. Đó, 25 vòng, được chưa? 25 vòng là chúng ta đưa vào cái vị trí chúng ta cần thao tác ha. Thực ra cái này là các bạn cho một ít keo nữa thì nó sẽ ok hơn ha. Ở đây chạm bằng tay luôn ha. Và cái chỗ này nè, các bạn dùng kìm mổ quạ ha, hoặc các bạn dùng mỗi lớp các bạn dặn nó vào sát luôn. Ở đây là dặn chưa sát, đặt dặn tay đặt dặn không nổi ha. Ở đây là dặn tay đặt dặn không nổi nè, thấy chưa? Thì ở đây đặt làm thì phạm cho các bạn xem cái phần này thôi, cái phần này ở trên thì lắp ở trên, còn đặt đã dặn một cái rồi, dặn một cái sẵn ha, để không mất nhiều thời gian. Các bạn đặt đã dặn một cái sẵn nè, các bạn thấy nó sát không? Sát luôn nè, tất cả đều gần như là sát hết à. Chúng ta siết bạn kìm hoặc là chúng ta siết bạn mọi lớp ha, nó sẽ cứng ha. Rồi cái vị trí này chúng ta dựa vào cái phần đã kết nối rồi, chúng ta đưa vào đây ha, chúng ta đưa lên trên nè. Ở đây chúng ta có hai vị trí chúng ta cần lưu ý ha. Thứ nhất các bạn ở thấy ở trên cái phần thiết bị á, nó có một cái thủy nè, ha, có một cái thủy chúng ta canh giữa, và đồng thời nó có một cái thủy canh ở cái mặt đứng ha. Thì chúng ta chỉnh làm sao cái thủy này ở mặt đứng ha. Đó, các bạn thấy không, nó phải ở mặt đứng ha, nếu mà nó không ở mặt đứng là không được ha. Chúng ta phải để nó thủy ở nằm ở cái mặt đứng này nè, luôn luôn nó nằm ở mặt đứng này, và đồng thời thủy này nằm ở cái mặt đứng này, hai cái đều nằm ở đứng y chang vậy nè. Thứ nhất cái thủy nó nằm ở trong cái vòng tròn nhỏ này, thứ hai cái thủy nằm ở trên này là đó, cái của mình nó đang nằm ở vị trí này là thẳng thớm ok nè. Và cái việc mà từ cái khoảng cách từ tường ra nè các bạn nha, đừng lắc nữa, từ tường ra là các bạn nhìn nè, nó phải tầm cỡ chuẩn 2 phân rưỡi ha, 2 phân 2 phân rưỡi. Thì bạn thấy ở dưới nè là 2 phân rưỡi, nhưng ở trên là các bạn lùi đây là nó tới 3 phân luôn. Thì cái việc cái tường tô này nó không có chuẩn ha, cho nên chúng ta lấy một điểm nào lùi nhất là được ha, được chưa? Rồi thì lúc đó anh thợ hồ anh sẽ ghém cái phần này cho nó đúng chuẩn ha. Và thật sự ra 2 phân rưỡi là ok rồi, 2 phân rưỡi chúng ta tô và dán gạch nữa thì đảm bảo an toàn ha. Rồi chúng ta đạt sự kết nối ha. Cái việc này là cái đầu này là cái đầu ra của tay sen, còn cái đầu ở trên này nè, cái đầu đi lên tấm ren, được chưa? Cái đầu cắt ở bên tay trái của mình, tay trái của đạt nè là cái phần nước nóng nè, các bạn thấy phần nước nóng, ống nước nóng nè, ống lạnh, ống nước nóng nè, còn cái phần bên này ống nước lạnh nè, đó đạt cũng đã làm rồi ha. Để đây đạt kéo ra ngồi cho các bạn xem luôn ha, kéo rồi. Ở đây ha, đó. Rồi cái thằng này ở đây. Hai phần á, đó, hai thằng này đạt sẽ làm ở vị trí này luôn. Sau đó là đạt sẽ kết nối vào đây. Thì trước tiên như vậy thì đạt sẽ hàng hai này cái co vào đây trước ha.
nốt này là ổn định ha, nước nóng lạnh là xong rồi. Còn cái việc còn lại là chúng ta sẽ hài hoàn thiện lại mấy cái đầu răng ngoài ra nữa ha. Từ cái phần hoàn thiện nè tới nè cái phần tấm ren nè, cái phần tấm ren của mình nè ha, cái phần này là 1m8 đến 2m2 thì Đạt sẽ làm 2m2 luôn các bạn nha. Đạt làm 2m2 luôn. Thì nhà này nó nền cao các bạn ha. Mà đây của mình này tâm đây là 1m thì mình lên 1m2 nữa các bạn ha. Mình lên 1m2 nè. 1m2 nữa thì mình cắt là cái đầu này 1m1 ha. Mình làm 1m1 các bạn. Mình sẽ ra cắt đầu 1m1 cho mình hàng luôn ha. Cái việc mà chúng ta căn chỉnh làm sao nó nằm ở trong cái mực tường đã hoàn thiện của cả gạch luôn, thì cái vị trí này nè chúng ta để nó rồi là 2,5 phân nè. Các bạn thấy từ cái phần này là 2,5 phân không, theo các bạn thấy không, 2,5 phân nè, 3 phân nè, 2,5 phân nè. Cho anh em xem nè, đây nè, chúng ta căn chỉnh nè, cho nên các bạn nhìn nè, cái vị trí cái tâm nè quay lên trên cao nè, cho ra các em thấy không. Nè. Các bạn nhìn nè, cái vị trí nè, cái tâm nè, nó sẽ nằm ở vị trí giữa nè. Các bạn thấy cái chấm đỏ giữa nè. Thứ hai nữa, cái tâm này nè, nó nằm ở vị trí giữa nè. Ha, thì cái này lấy xa xa ra cho anh em nhìn rõ cái vị trí giữa nè. Thấy không? Đó vị trí giữa này. Và đồng thời ở đây là cái vị trí giữa này. Thì có nghĩa là cái việc của mình đã đặt thì sao? Nó đã gần như chính xác ha, và đạt có một cái tích thủy này nữa nè. Tiếp thủy này các bạn thấy không, nó đang ở vị trí này chính xác ha, được chưa? Cũng mất mực ở đây xa xa để cho anh em thấy nó bị mất nét ha. Đây chính xác, cái này cũng chính xác, hai cái đều chính xác ha. Và cái mặt đứng này chắc chắn nó sẽ cũng phải chính xác ha, mặt đứng ở chỗ này nè, làm đây cũng chính xác nè, được chưa? Ngay chỗ này chính xác chưa đó. Còn cái mặt đứng này đó thì đặt phụ thuộc vào cái mặt đứng này thì sao, mặt đứng này nó hơi sao, cái này nó tụt dưới ta. À đây đây ha, các bạn thấy không, đây chính xác chưa? Đâu đứng cho Đạt này, cái này nhìn đây chính xác. Tại vì Đạt đặt ở đây thì tại vì cái đó nó bị hụt phía trong nè, cái này lồi ra ngoài. Thì cái việc như vậy ha, thì đó là Đạt đã cố định rồi, Đạt chờ khô ha, chờ khô thôi. Các bạn nhìn nào, các bạn thấy ở đây nè, Đạt cũng căn chỉnh cái vị trí cho các bạn xem nè, chính xác ha. Cái vị trí nè, cái nút này nè, cái điểm nước này nằm ở vị trí giữa cái tâm tròn nè, các bạn để ý luôn ha. Đó, thì để caramel dỡ cao lên và kiểm tra lại phần từ đây xuống dưới này để cho nó ok ha, được chưa? Thì cái phần này Đạt đã kiểm tra và định vị cho nó xong gọn gàng ha. Và việc còn lại là chúng ta sẽ coi thử cái bề ra nè, thì nó là bề này ra từ 3 phân các bạn ha, thì bề trên này nó ra tới 3 phân nữa rồi ha. Các bạn thấy cái tường này thẳng không ha, là thẳng à, thì mình sẽ xem thử, xem xét cái vị trí này nè, xem xét vị trí này nè, nó sẽ là bao nhiêu các bạn ha, các bạn thấy không? Lúc này Đạt sẽ vạch cho bạn xem luôn ha. Các bạn để cho Đạt một lần nữa nè, chỉ cho bạn. Các bạn thấy cái tường đã tô rồi phía dưới đúng không? Nó sẽ chạy lên trên này, chạy lên bên trên này, phía trên mà Đạt đó bằng ta này nè, để cho các bạn xem nè, đúng không? Để các bạn nó tới đây. Khi mà các bạn tô này nó sẽ ở cái lớp này, còn lại chỗ này nó còn lại có 1 phân thôi, thì lúc đó cái gạch người ta sẽ dán thì nó sẽ bằng luôn cái mặt này, thì lúc chúng ta lắp thiết bị thì nó vẫn ok hơn, vẫn đẹp hơn ha.
Đó là cái cách mà Đạt đang chia sẻ cho các bạn. Thì từ nãy giờ Đạt cũng căn chỉnh và chia sẻ hai là cái phần cấp nóng lạnh cho bộ hồ sen âm tường. Thì Đạt cũng xin tạm dừng video các bạn ha. Và các bạn thấy video hay, các bạn ấn like, share và comment bên dưới video. Các bạn nào chưa đăng ký kênh, nhớ đăng ký kênh ủng hộ Đạt nha. Và mình là Đại Bạch Channel, xin thân ái kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong video mới tiếp theo. Bye bye.